Xin chào anh em. Như anh em đã biết thì hiện tại bên shop đang nhận xử lý dịch vụ những cái máy iPad hoặc là iPhone mà bị dính iCloud, có nghĩa là anh em sử dụng iCloud ở trên máy đăng nhập vào và quên mật khẩu, sau đó là chúng ta không thoát được cái iCloud đó ra. Thì với những chiếc iPad bị dính iCloud ấy, thì chúng ta sẽ phải xử lý bằng phương pháp sau khi mà không có cách nào để lấy lại password trên mail người ta gửi về, hoặc là Apple người ta gửi về qua mail hoặc qua số điện thoại ấy, thì chúng ta sẽ phải tính đến cái phương án là thay phần cứng cho cái iPad hoặc iPhone của chúng ta. Với iPhone ấy thì chi phí nó rơi tầm khoảng 30 đến 40% giá trị của máy, bởi vì là người ta sẽ phải các anh kỹ thuật thì sẽ phải thay cái cọc xử lý cái iCloud ở trên cái trên main của con máy đó. Và với iPad thì nó đơn giản hơn. Với iPad thì với những dòng iPad mà có Wi-Fi này, Wi-Fi 4G này, thì sau khi xử lý thì chúng ta sẽ có cái phương pháp xử lý là chúng ta nhấc cái con chip ở trên main của chúng ta. Nó có liên quan đến cái phần mạng này, Wi-Fi 4G, phần 4G này, thì chúng ta nhấc nó ra, chúng ta xử lý, và sau khi xử lý xong ấy thì nó sẽ không còn cái tính năng truy cập 3G, 4G nữa. Thế nhưng mà cái chi phí của nó sẽ rẻ hơn. Chi phí thường cho những dòng này thì nó rơi tầm khoảng 500 nghìn một cái con máy xử lý về iCloud, và gần như nó không ảnh hưởng gì đến cái máy của chúng ta. Không giống như là can thiệp sâu vào iPhone thì chúng ta phải nhấc hết toàn bộ và chúng ta phải thay thế. Thế thì với iPad nó đơn giản như vậy, nhưng hiện tại với những chiếc iPad mà đời cao ấy, anh em lưu ý nhé, anh em hết sức lưu ý về cái việc là iPad bị dính iCloud này. Hiện tại thì với những cái iPad mà sử dụng iOS 11 này, đó, iOS 11 thì như tại thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa có cái phương pháp nào hoặc là chưa có phương án nào để giải quyết vấn đề bị iCloud mà trên những cái chiếc iPad đời cao như này. Đây là cái iPad New 2017, nên New 2017, và những cái dòng iPad E2, E1 hoặc là mini 2 trở lên, mini 2, mini 3, mini 4 trở lên, và lên iOS 11 và dính iCloud thì chúng ta vẫn chưa có phương án, bởi vì là sau khi xử lý ấy, thì nó vẫn bị khóa lại. Đó, thì anh em lưu ý rằng là nếu mà chưa kích hoạt nên là chưa nâng cấp lên iOS 11 thì chúng ta cứ tạm thời để nguyên iOS 10. Và nếu mà bị có dính iCloud rồi mà quên ấy, mà bởi vì chắc chắn là khi anh em rất là nhiều người đăng nhập tài khoản của mình vào rồi đến lúc là quên hoặc là nhờ ai đó để đăng nhập, bởi vì là cái kiến thức của mọi người đôi khi là chúng ta cũng chỉ biết dùng thôi, và hầu hết là hoàn toàn phụ thuộc vào cửa hàng hoặc là người bán, cũng không có để ý gì rằng là mình đang sử dụng cái tài khoản nào. Đấy, rất là nhiều người sử dụng là như thế. Thế nhưng cái đó thì anh em phải lưu ý rằng là nó cũng rất là nguy hiểm. Anh em khi mua máy nên tạo riêng cho mình một cái tài khoản iCloud và có riêng mình, và tạo mật khẩu cho máy để tránh cái trường hợp là ai máy của mình thế nhưng mà lại iCloud của thằng khác, như thế là chết rồi, như thế là không được. Đấy, thế thì mình lưu ý với anh em về cái việc đó để tránh cái trường hợp mà khi nâng cấp lên iOS 11, bởi vì là thường ấy, chúng ta cũng sẽ có thói quen là khi có phiên bản mới thì máy nó sẽ hỏi, đôi khi chúng ta có thói quen nâng cấp nó lên nhưng mà chẳng may đôi khi là mình bấm nhầm vào cái, bấm nhầm vào update cái là tự động nó nâng cấp lên, nó kích hoạt về, nó tải về, nâng cấp lên. Thế xong rồi là nó sẽ, khi nâng cấp lên thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu iCloud, ID Apple lằng nhằng, thì chúng ta sẽ, nếu mà không nhớ được thì chúng ta sẽ bị dính trưởng luôn như chiếc máy iPad New 2017 này. Đó, và bây giờ chúng ta vẫn chưa có phương án gì để giải quyết. Và chúng ta sẽ phải chờ. Có cái lẽ là bên mình sẽ đang test và chắc khoảng chờ một vài hôm nữa, hoặc là có thể lâu hơn là một vài tuần nữa thôi, nhưng sẽ cố gắng xử lý các cái máy như này cho anh em. Rồi, thông báo tới anh em như vậy, và cũng xin thông tin thêm là với những chiếc iPad mà đời mini 1 hoặc là iPad 4 trở xuống thì bên shop vẫn nhận xử lý iCloud cho những cái chiếc iPad như vậy và vẫn hoạt động được bình thường. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích nhớ like và chia sẻ cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.